Xin chào cả nhà. Số ngày này phòng bên em lại tiếp tục lên sóng cho các bác một em bình thủy Lationa nhá các bác nhá. Con này dung tích 2,2 lít này các bác này. Con này hôm nay em thanh lý cho các bác giá này 350.000 bao ship. Vẫn bảo hành cho các bác bình thường nhá các bác nhá. Vẫn bảo hành cho các bác là 3 tháng à 6 tháng. Mọi chức năng hoạt động tốt. Con này công suất cực kỳ lớn luôn, công suất 1.000 W nhá các bác nhá. Đun cực kỳ nhanh sôi luôn các bác. Điện 100V và công suất của nó những 1.000 W này. Và cái dòng na này thì 100% là được sản xuất tại Made in Japan luôn nhé các bác nhé. Đấy. Cái dòng na này thường đế nó hơi sâu. Thay dòng na bây giờ nó là dòng Panasonic. Tất cả các dòng hàng đồ điện bãi Lationa cũ được thay bằng Pana bây giờ nhé các bác nhé. Và dòng na thì thường nó sâu. Các bác nhìn nhé, tất cả hàng nguyên zin nguyên bản ruột bên trong này các bác nhìn này. Như mới luôn. Và dòng na gần như bao giờ nó cũng trắng một cái lớp chống dính bên trong như thế này. Các bác nhìn nhé, mặt inox này như mới luôn. Giòn cao su xanh ngắt, zin nguyên bản 100% nhé các bác nhé. Zin nguyên bản 100% này, giòn xanh nòng đẹp này các bác này. Miễn chê luôn, hình thức thì khỏi phải bàn nhé các bác nhé. Đẹp từ trong ra ngoài luôn các bác nhé. Mọi chế độ bơm hoạt động ok này, hai nhịp này, một nhịp, hai nhịp. Đấy, sôi nhà trạng độ 100 độ C tự ngắt. Thanh lý cho các bác này, 350.000 bao ship, dung tích 2,2 lít. Điện 100V. Độ mới khỏi chê luôn nhé các bác nhé. Không khác gì bình. Đẹp xuất sắc luôn từ trong ra ngoài. Này lòng bên trong này, giòn cao su mặt inox này. 350 miễn mà cả luôn nha các bác nhá. Các nào cần thì alo em, số điện thoại 0934230664. Các bác lấy thì cọc trước cho 100.000 còn lại nhận hàng được kiểm tra và thanh toán nha các bác nhá. Hàng bên em đã test này các bác yên tâm, bảo hành cho các bác 6 tháng. Giá 350.000. Một con bình thủy dung tích 2,2 lít ruột bên trong đẹp như mới. Rồi xin chào các bác ở các video sau ạ.